Như bạn đã biết thì Jack Grealish tiếp tục có một màn trình diễn tuyệt vời nữa trong trận đấu của cầu thủ này với Man City. Và một lần nữa anh đã nhận được sự khen ngợi từ rất nhiều người. Ở TalkSport, chính Abon Lahore có khẳng định rằng đó là màn trình diễn tốt nhất của cầu thủ 27 tuổi cho The Citizen cho đến nay. Tôi nghĩ Jack rất xuất sắc. Đó chắc chắn là trận đấu hay nhất của cậu ấy trong màu áo Man City. Tôi nghĩ rất nhiều người ngoài kia nợ cậu ấy một lời xin lỗi. Tất cả những người đã gọi điện cho cậu ấy nói rằng cậu ấy không đáng giá 100 triệu bảng để nhìn đi. Jack đã có thời gian với Pep Guardiola. Cậu ấy đã quen với chiến thuật và bây giờ cậu ấy đang có những màn trình diễn xuất sắc. Dù không ra sân hôm qua nhưng Haaland cũng được báo chí rất quan tâm. Các tờ Mirror hay The Sun đều rất riêng chụp ảnh ở vị trí của anh trên khán đài, nhất là những fan mừng. Daily Mail đưa thêm tin vì Haaland đã trượt bài thể lực trước trận nên đành chấp nhận không có trong đội hình xuất phát. Những phản ứng của Haaland khi đồng đội ghi bàn được khán giả thích thú, còn cho anh là nhiệt cũng y như trên sân. Việc Haaland vào phòng thay đồ và chụp chung với Jack một kiểu ảnh cũng được chú ý khi tất cả đều gọi đây là cặp đôi không thể rời nhau của Man City. Một người 100 triệu và một người chỉ phải nhận một nửa áp lực. Trên sóng BT Sport hôm qua cũng xuất hiện màn cãi nhau thú vị sau trận Man City, đó là khi host của chương trình đặt ra câu hỏi ai giữa Casemiro và Rory là người thi đấu ấn tượng hơn. Đương nhiên Ferdinand đã chọn Casemiro. Cựu sao của Man United cho biết tôi sẽ chọn Casemiro vì tôi nghĩ tác động của cậu ấy là rất lớn. Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ bóng đá, cậu ấy là một thủ lĩnh ở trên sân cỏ. Với kinh nghiệm của mình, cậu ấy thể hiện rõ ra những phẩm chất mà đội bóng cần có. Trong khi đó, Lesko đã chọn cầu thủ người Tây Ban Nha. Tôi sẽ chọn Rodri thay vì Casemiro. Casemiro đã có ảnh hưởng đến Man United, nhưng từ quan điểm của một trung vệ, với những gì tôi muốn họ làm, tôi nghĩ Rodri có tác động ngăn cản rất nhiều cơ hội tiềm năng của đối phương. Cậu ấy đánh hơi mối nguy hiểm quá sớm, vì vậy các cuộc tấn công của đối phương thậm chí còn chưa bắt đầu đã bị chặn lại. Tôi chắc chắn sẽ đặt anh ấy lên trên Casemiro, đó không chỉ bởi tôi là cựu cầu thủ Man City. Trận thua 1-4 của Liverpool trước Man City chắc chắn là điều không mấy vui vẻ cho The Kop. Diễn biến trong trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà và Liverpool đã không thể cản họ vùi dập mình. Trên sóng BT Sport, các bình luận viên của kênh này thậm chí tìm ra khoảnh khắc mà Klopp biết đội bóng của ông sẽ không rời Etihad một cách tốt lành gì. Đó là trước bàn gỡ hòa của Alvarez, Klopp đã được cắt cảnh quay ôm đầu trông khá là đau khổ sau khi Robertson đứng sai vị trí, tạo điều kiện cho cầu thủ người Bỉ tạt bóng cho Mahrez. Julian Lescott nói trên BT Sport, bạn có thể thấy ở đây phản ứng của Klopp, ông ấy nhận ra những gì sắp xảy ra khi Robbo di chuyển như thế. Andy Robertson một lần nữa bỏ rơi người mà đáng lẽ cậu ấy nên kèm, điều đó xảy ra rất nhiều. Ví dụ như trận chung kết Champions League, không phải lúc nào pressing cũng tốt đâu. Thực tế thì việc Robertson bị chê vẫn diễn ra với tần suất ít, nhưng Sport Bible thì tuần nào nếu Liverpool chơi tệ cũng có một bài để list ra những bình luận chê trên Alexander-Arnold và đây là danh sách đó. Cái cậu trên này chỉ chạy loạn xạ cả lên. Hình như lúc nào chúng ta cũng nói về trên với việc cậu ấy giờ phòng ngự. Đến giờ tôi vẫn buồn cười cái cầu hậu vệ phải hay nhất Premier League từng chứng kiến. Trên mà đối đầu với Modric thì đúng là kinh điển. Nhân vật chính của trận đấu là huấn luyện viên người Đức cũng có phát biểu đáng chú ý sau trận đấu. Trận này tôi chỉ thấy có 4 người chơi tốt, đó là hai tiền vệ, Hendo và Fabinho đã chơi rất chăm chỉ trên sân, cả Cody và Ali nữa. Nhưng tất nhiên điều ấy không tốt chút nào. Vì nếu muốn làm đến chuyện 14 hoặc 15 cầu thủ phải chơi tốt, chứ không phải vài người như thế. Tuy nhiên, dù đó là một trận cầu khá hấp dẫn nhưng spotlight của báo chí Anh hôm nay lại hướng về trận thua của Chelsea trước Aston Villa. Tiêu đề đính ở đầu của tờ Sun là Press Report, tức là nói về những áp lực dành cho huấn luyện viên của Chelsea với thất bại trên sân nhà với không ít hình ảnh Potter ôm đầu như thế này. Chưa hết vì trận đấu của Chelsea diễn ra cùng lúc với trận đấu giữa Bayern Munich và Dortmund, nên khi thấy được huấn luyện viên Tuchel nắm câu lạc bộ mới, dẫn sâu câu lạc bộ cũ, người hâm mộ còn trở nên điên hơn và đây là một loạt bình luận của họ được The Sun tổng hợp lại. Làm sao Boli có thể sa thải Tuchel và nhìn Potter và nghĩ, yeah, mình sẽ thay thế ông ta bằng giáo viên thể dục này. Chelsea thực sự sa thải Tuchel vì Potter ạ, kèm icon khóc lóc. Đó là tác động của Thomas Tuchel chỉ sau một buổi tập, nhưng Graham Potter cần 3/4 mùa giải, cộng rất nhiều tiền mua sắm, trước khi chúng tôi lại được bảo rằng ông ấy cần thời gian để cải thiện mọi thứ. Tôi nhớ Chelsea của mình, còn tôi không cảm nhận được gì với Chelsea này. Sa thải Graham Potter ngay bây giờ đi làm ơn, huấn luyện viên tệ nhất lịch sử Chelsea, chúng ta đang thua Aston Villa trong khi Tuchel đang nấu chín Dortmund. Đây là cái quái gì thế trời? Sau Potter thì có một học trò khác của ông bị chỉ trích rất nặng trên mạng xã hội, đó là Modric và nó đã được Sport Bible tổng hợp lại từ những comment đáng chú ý nhất như sau. Chúng ta bắn hụt một viên đạn khi Modric cầm súng, một màn trình diễn thất vọng khác
Trời ơi, cú lừa 100 triệu phải không vậy? Chứ Modric tệ quá tệ. Chelsea đã chi 100 triệu cho cậu ấy. Sao hả trời? Thậm chí cậu ấy còn phải vật lộn để chuyền bóng từ thế. Thật kinh khủng. Chúng ta tiếp tục đến với câu chuyện của Chelsea trên tờ Mail. Trên sóng bình luận của Sky Sports, cựu tiền vệ của Aston Villa, Lee Henry đã chỉ trích Mark Cucurella vì pha phòng ngự lỗi của cầu thủ này trong bàn thua đầu tiên. Đó là pha phòng ngự hệt như mấy cậu chơi bóng ở trường học, cậu ta chẳng khác nào tặng quà cho Watkins vậy. Cộng sự của Henry trong chương trình chính là cựu cầu thủ của Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink, dù cũng góp ý tình huống phòng ngự nghiệp dư của đội bóng, nhưng khi thấy phản ứng lao ó từ các cổ động viên, ông đã kêu gọi họ vẫn nên tiếp tục kiên nhẫn thay vì gây áp lực để sa thải huấn luyện viên. Bạn đã quyết sử dụng các cầu thủ trẻ trong đội bóng của mình, vì vậy bạn phải cho họ thời gian để mắc sai lầm và sau đó họ mới có thể làm đúng được. Bạn phải cho họ thời gian, nếu không bạn cũng sẽ chẳng có được thành quả. Chelsea đã quyết định chọn Potter nữa nên họ sẽ phải chấp nhận gắn bó với dự án, với cầu thủ trẻ và với cả Potter. Hasselbaink cũng có lời bảo vệ cho Modric sau một màn trình diễn đáng thất vọng khác của cầu thủ này. Modric vẫn chưa là một người hiểu về Premier League, cậu ấy chỉ mới ở đây có vài tháng. Bạn mua cậu ấy với giá 88 triệu bảng không có nghĩa là cậu ấy là một cầu thủ phù hợp ngay với đội bóng. Chàng trai ấy vẫn còn không gian và thời gian để nếm trải thất bại thế này. Chiến thắng của Arsenal trước Leeds United giúp họ giữ vững khoảng cách với Man City sau vòng đấu này, và chính huấn luyện viên Arteta là một trong những người hài lòng nhất với bài phát biểu sau trận kèm lời cảm ơn dành cho người hâm mộ. Chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc chúng tôi đang tạo ra, chúng tôi còn 9 trận đấu nữa Arteta để chạm tới vạch đích. Khi chúng tôi hát bài hát cùng nhau cuối trận, tôi thậm chí nổi da gà. Bóng đá là niềm đam mê, là câu chuyện về cảm xúc và những gì chúng ta có thể truyền tải. Đám đông truyền năng lượng, niềm tin, tình yêu cho cầu thủ và sự ủng hộ vô điều kiện của họ thúc đẩy chúng tôi rất nhiều. Phản ứng của người hâm mộ khi chúng tôi để thủng lưới là một ví dụ khác. Họ cổ vũ đội bóng, điều đó hiếm khi được thấy và là một điều vô cùng tuyệt vời. Rõ ràng một sắc thái khác hoàn toàn của đội bóng đang thắng liên tiếp so với đội bóng hàng xóm đến từ London mà chúng ta đã đề cập trước đó. Arteta cũng nói riêng về Jesus, cầu thủ trở lại sau một thời gian dài chấn thương và tỏa sáng giúp đội bóng chiến thắng. Thật vui khi cậu ấy trở lại sân cỏ. Tất cả chúng tôi đều như vậy, tất cả chúng tôi đều vỗ tay cho cậu ấy. Cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ trong 4 hoặc 5 tháng qua với rất nhiều sự hỗ trợ của mọi người. Cậu ấy xứng đáng có cơ hội đá chính và đã nắm bắt cơ hội rất tốt với 2 bàn thắng ghi được. Đó là những câu chuyện của điểm báo hôm nay. Hy vọng nó đã giúp cho bạn có những tin tức thú vị nhất thông qua các đầu báo quốc tế. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin bóng đá trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân News.